là một người thì buổi chiều mình có coi lại cái tin tức đó. Thì cái phiên bản mới này nó cũng có một cái chức năng mới, đó là cái khung hình đại diện avatar này. Thì mình thấy một số bạn là có nên mình sẽ hướng dẫn cho nên là chưa biết nha. Thì cái khuôn hình avatar này nó có khuôn nhiều màu lắm, mà cái khuôn màu xanh là cái dùng cái event kinh hỷ đó. Quay nó mới ra cái khung xanh, còn chúng ta sẽ được một cái khung màu đỏ. Chúng ta tới là DC nhân viên tập ở khung mình đại diện này đó, thì nó có rất nhiều loại khung, nhưng mà nó có yêu cầu có cái cuốn mà để mở cái khung đó. Thì cái ngân viên trước ngủ là cái mà tuần trước nó đó, chỉ vòng quay kinh hỷ tâm liên có là cái vật phẩm đó, thì còn bây giờ thấy mất rồi, cho nên một số sẽ có cái vòng này. Còn chúng ta mua cái loại bình thường Long đang thả thiên 130 đó. Rồi sẽ đổi ha, Long đang thả thiên này đó. Để vô kích hoạt nào, thì avatar đây này nó sẽ màu có cái biển đỏ đó. Thì đó là mình nhớ là có cái chức năng này, nên là mình giới thiệu cho mọi người, hoặc là chưa biết thì có thể tham khảo, cũng như là muốn sau này thì theo mình đó là sau này nó sẽ mở ra nhiều vật phẩm hơn. Mấy vật phẩm này là gì, top 4 trên bá toàn cầu, mấy cái gì đen nhánh sinh rồi đó.